phải à? Dạ, nói chung là nó phải mềm dẻo nó mới ngọt đó anh trên. Dạ. Bao nhiêu rồi? Dạ, anh mà. Thôi ký xíu đi anh. Ủa, tư vấn cho anh chị nè, trước nè. Đây. Rồi, thử luôn trai ơi. Đó. Địa chỉ chúng ta là 415 Cách mạng 8, phường 13, quận 10 nha quý vị. Số điện thoại hotline là 0939 925 979. Chúc sầu riêng. Sầu riêng hiếu nghĩa. Bây giờ là buổi chiều. Buổi chiều nha các bạn. Mày chín không? Dạ, có nhưng mà nó phải ra sớm mới được. Cái này là dạ, cái đó chạy à, nhanh lắm. Giờ chín cái là có người vô hỏi à. Ri miền Tây với lại là có mua sinh kinh phải không? Dạ, dạ đúng anh. Vậy sao giờ ông mua để nhà cho tại chín. Anh mua đi. Anh mua đi. Anh mua được mà. Ngồi đợi nó. Nói chung là về nhà về cái nó trục trặc cái này kia nó mất công anh á. Nó trục trặc cái lỗi. Lỗi nó bị lỗi. Tại giờ tại mưa á, người ta có khỏe khỏe không Dũng? Dạ 220. Dạ khỏe hết chưa? Có. Rồi, cái đó mua 220 hả? Dạ đúng anh. Thôi lấy mẹ trái luôn đi, hên xui luôn cho rồi. Sáng quyết định là lấy sáng lo làm ăn luôn, thời gian đâu đi mua. Cái nào rửa tái mai ăn cái được cho đi. Rồi chị ăn sao à? Dạ, chị lấy bao nhiêu à? Chị lấy trái hay là cơm à? Cơm giá 301 à? Dạ, trái thì 101 à. Ủa, giảm hả? Dạ đúng rồi. Lấy trái mù luôn rồi. Trái mù mà ngon ngon nha. Vô đây em cho thử luôn chị. Chơi hên xui mà lửa. Vô đi, vô đi. Tại giờ cái tháng mưa á anh. Nhiều khi nó. Cái này để rồi sao biết nó chi nào chín. Thử nó thơm nó chín. Ok em ơi chị. Ok anh chị. Giờ thử thử coi nói mấy cái bữa nữa để tôi biết mà. Ồ, cái này tròn đẹp quá Dũng. Rồi 724 ngàn. Nhưng mà lô này có cái chín nào nhờ gì có nào chín chưa? Chín thì sẽ mấy tái bán hết rồi. Ngon không? Ổn không? Ổn. Ổn áp. Dạ, cái lô nó cái kia nữa là như tổng cộng như 1050 anh ơi. Tối mai. Tối gì? Tối mai vui. Tối mai à. Đen hộp đen nè. Này mấy ký vậy? Cái này nãy mấy ký quên mẹ rồi. Để em cân lên trên. Nó mua xanh gì sao nặng dữ vậy? Mua xanh này mua xanh giỏ mi mua xanh. Xanh nè có ký à. Đâu có anh. Mua xanh này có 3 ký giờ á. Tùy lấy thôi chứ đoạn này là mua xanh Việt Nam hả? Mua xanh trồng ở Việt Nam gọi là mua xanh kinh Việt Nam. Em ra làm anh mấy tá thái rồi đây. Rồi. Cái này là ri miền Tây á Dũng. Dạ đúng rồi. Da nó nhìn thấy khác rồi nha các bạn. Mượt hơn ha. Wow. Quá trời hợp. Khô vậy.
khô dẻo nha anh ơi, tại kia sáu đó mà dẻo nó mới lên được. Dẻo mới lên được hả? Dẻo nhẹo luôn, không nhão đâu. Ủa đây, cái đây thấy mà không? Dạ. Dạ đúng rồi. Hả? Cái này lấy thịt đâu? Lấy thịt lại thôi. Nó thịt chất cứu. Chắc như bắp luôn. Nếu mà anh quen thì ăn cái sáu đi, nó dẻo. Nó thái thì nó không có dẻo đâu. Ký cơm luôn nha trời. Muối hay giống? Dạ. Cái này là lấy trái là cắn lưỡi luôn. Trái đó chắc bạc như mấy. Bữa nghe nói bà chủ bị thiệt hại hết 170 ký cơm hả? Dạ. Tôi ăn hả? Dạ. Cho tôi làm hết trứng anh. Rồi, nữa không anh trai? Tôi lạnh lỗi hả? Ký mốt anh ơi. 1 ký số 5 mé 1 ký 1 303 luôn. Chứ 65 mà đón mà gần vậy thôi với anh. Đâu sao nữa anh? Chưa nữa. Đón mà gần xe ấy nữa thì em đón nghĩa là không bằng Đạt. Đạt đón chính xác luôn á. Vậy thôi em đón cái Đạt. Ừ. Rồi vô ngồi uống nước ăn bánh xe trà đi anh. Đợi xíu nữa. Ở đây có vẻ như sầu riêng ở ngoài cũng nhiều mà. Có trời nè mọi người ơi. À, bên đây cũng có nè, quá bự luôn. Ở đây hộp hộp hình như bà chủ ship đi đâu. Dũng tranh thủ thời gian để hít một hơi nha các bạn. Ba trăm mốt. Trái
bà chủ vựa ở đây không có ông chủ vựa. Bà chủ vựa đang có nhu cầu tuyển ông chủ vựa kìa. Có bà chủ. Phải cảm nhận chứ. Tại vì có ông này là tiền sầu cho em là à vậy hả? Ồ, hay vậy đó, Đạt ơi. Không phải là có ông này, em mua mấy lần ông này là ông này ông lựa sầu cho em là được nhất. À. Còn mấy ông kia lựa sầu dở quá. Còn có ông nữa kìa sao mày? Chết rồi. Tiêu rồi. Anh này nói anh Đạt là lựa sầu riêng là ổn nhất, còn Đạt còn Dũng là chưa biết. Có cái anh kia kìa. À, anh kia hả? Có một cái anh nữa. Đúng rồi. Lấy hết luôn nha. Ký không? Ờ. Dắt cái này, dắt ký 65 á, ký 65 á Đạt. Đạt đáo đây em. Đáo này. Dắt thờ ký 65 rồi. Ký 65, ký 1. Ờ, ký 1 rồi. Quá ơi, nhiều quá. Bao nhiêu rồi anh này? Cái này sao mà cái plastic mà em nó bằng tu ta. Cái nào? Ép chân không? Giờ không bao. Thế là hôm bữa em có hút rồi nhưng mà đã tầm mấy tiếng em tu. Ồ. Biết chưa biết không? Miếng chua miếng không à, giải thích đi Dũng. Anh nói là sao anh ép chân không mà à vậy hả? Quen mà. Bữa giờ lâu lắm không lại á. Ừ. Nhớ luôn á, nhớ khách từng khách luôn á, ghê lắm. Chú đi từ xe tới rồi. Đó. Dũng ra tiếp liền không? Được. Cái nào cũng được thử hết đó. Dạ. Thử đi cô. Thử đi. Thử đâu tính tiền đó mà. Không, biết rồi. Dạ. Nói vậy con biết tại sao chú lại chú con được lên quốc tế rồi. À, con được lên. Phải ở Việt Nam. Dạ. Chú thấy hình con tú. Vậy mấy ngàn cái số là. Mấy ngàn cái số. Ghê. Dạ. Dạ. Chú qua đi và dạ. Chú lại kiếm. Coi là sao. Dạ. Dạ. Ờ, dạ. Đi nửa vòng đá đất, dắt vòng luôn chứ, nửa vòng. Hơn nửa vòng, trả một vòng trái đất đi.
277.000 á chú. Gì? 277.000. Chưa được ký. 8.9 à, chú lấy thêm nữa không? Đã nói mình đã gian kẹo là 1 ký là 1 ký. Ký, ký, ký. Trời ơi. Đúng ký luôn hả chú? Chính xác 1 ký luôn á. 1 ký 000 á, không được ló 6 nha. Ê, lại lấy mà anh mới trái quả không dạ. Không, tìm được. Không dạ. Đem nữa đi. Dạ. Đem dạ. Nữa đi. Cái tấm này dài dài á. Con hôn dài dài á. Nó làm con áp lực quá. Đúng rồi, quá áp lực luôn. Tại vì mình phải chi chú trả giá rồi thôi 300 đi con. Dạ. 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 Nói sao chú mua vậy? Dạ. Và chú coi trên mạng là chú thấy là chú mười mấy ngàn cây số chú lại đây. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Đúng ra con phải làm cái gì chứ. Lời là cảm, lời cảm ơn là chân thành nhất rồi chứ giờ con không biết làm gì để cho chú ấy đây. À, hình như chú nhớ tên con là gì? Dạ đúng. À. Rồi. Mình ở sát đây mình biết nó tên Dũng mà chú ở xa biết tên Dũng luôn gì. Anh sợ chứ. Ok cho chú. Rồi. Dũng tên Dũng hả Dũng? Sốc hàng quá ha. Thiệt tình. Đây là sốc luôn á. Con là Hít Minh Dũng. Hít Minh Dũng. Bạn bè bỏ biết chứ. Dạ, rồi được cho chú. Em hơn ký rồi, ký 1, ký 2, ký 6. Ừ, được. Rồi, nửa triệu chú ơi. Nửa triệu nữa. Dạ. Đó. Dạ. Rồi. Ơi, cảm ơn cô chú nha. Dạ. Ủa cô chú đi bạn gì hả ta? Dạ. Dạ. Chơi. Rap đi. Rap. Dạ. Đi chơi. Dạ. Chế mạnh gì? Dạ. Về hưu là lấy gì mạnh? Dạ. Không, ý nó hỏi là chú đi bằng cái gì á? À, đi bằng gì á? À. Đi xe. Đi. Dạ. Đủ, đủ, được, được, được. Chủ tịch bên kia. Đủ không? Đi sáu. Dạ. Em là. Rồi, dạ, cảm ơn chú nha. Dạ, ok. Con cảm ơn cô chú à. Dạ. Rồi lấy ký cơm nha. Cái mặt này quen quen nè, nhưng muốn biết cơ mà. Ủa vậy hả? Ủa? Lấy ký cơm nha, 301, nãy xuống giá rồi. Đúng rồi. Bữa 330. Đây nè. Ồ, vậy là có người đóng hội chết ở đây rồi, ăn tuần một cái hả? Cái này là ngọt miếng nách luôn, hàng chính cây không á. Ok được, chưa? Được, được, được. Lập chân mấy tái nữa nè. Bả vậy mới lấy cơm thì nó mới ổn chứ còn lấy trái thì có nước tự dẫn. Nhưng mà giờ trái này đang lấy cơm hay lấy trái? Lấy dạ, cơm. Trái này cũng lấy, nói chung là lô này lấy cơm là lại hơn anh. Cơm là lại hơn không? Chủ nay xuống 20.000 nhưng mà giá trái thì vẫn như vậy. Thành ra mình lấy cơm lại ha. Đó là nói cho bà chủ đừng vào á, nếu mà nói kiểu kia là bà chủ có mau vào. Kiểu này chiều nay bà nhậu chủ là không có nhậu nhẹt có gì á. À, khui xong rồi đúng giờ đi về. Hai ký luôn lên chai, tại sắp mưa tới anh giúp đỡ em út luôn được. Rồi em ký nữa không? Rồi ký em. Đó vậy là cũng không chốt được hai ký hả Dũng? Trời chính lại à. Chưa đủ. Rồi chỉ lại lại ra ký hai cho nó thấy nữa đây. Đá nào cũng ngon, tân hàng chính cây á trời. Đây, 415 cách mạng tháng 8, phường 13, quận 10. Đến đây thì mọi người sẽ gặp Dũng Sờ Riêng và Hot Boy Đà. Ủa? Sao mình đi xuống đây mà mình không có gặp cái vụ nào mà khui 100kg rồi ta? 8 năm mình mới xuống một lần kêu gặp. Hơn xíu được không chị? Thứ hai nha. Mọi người cũng được 2kg. 8 năm đầu tuần ta xuống đây 2 lần. Năm xuống 2 lần á hả? Một tha một tuần. Trời mưa gió đi xa xôi. Anh em có gì đó. Quá tuyệt vời. Rồi 450 nha. Rồi lại hết luôn đủ 500. Trời ơi. Quá ngon luôn á. Tái với đâu? Ai tái đâu? Này là cái hộp nha chị. Mua đây hoài mà còn không tin tưởng nhau nữa. Tưởng làm cái gì vô thích tiền. Được 454 mà sợ nói 54 bác kia bóc ra chết luôn thôi 450 thôi. Ủa thích mua sầu riêng hả?
cho thì nó lợi hơn là mua trái á. 340. Hôm nay có mua xanh kinh đây nha các bạn, nhưng mà chưa ký, chưa chính nha mọi người ơi. Đái mà đái bự bự mới đủ ký cơm. Đúng không? Đủ đi chơi thì mình thêm xíu. Chính cây nè. Nó dẻo lắm. Ok chưa? Chưa phải bọc rồi. Có dính miếng hột không đó? Miếng né nó gà cắn vào đắng rồi đó, rồi đó chuyện đắng chết tôi luôn á. Đáng lẽ là em phải né né cái hột ra nè. Rồi, những né học cái anh. Sao anh Hà cứ thế? Này chín cây hả? Này chín cây vẫn còn, vẫn trên thôi. Đậm chất mà sầu riêng. 340 chưa nhậu dính hạ ta. Nè bỏ nhậu rồi Dũng ơi. Bỏ luôn anh. Bỏ hẳn luôn á. Được không? Cho huyết áp rồi. Ngọt ngay như đường cát luôn. Ngon không? Thử luôn. Ủa mới nói nhiêu tiền hả ta? 295. 295 tiền. Quá đã, hai muối quá ngon luôn. Hai muối đó là lấy vốn rồi. Hai muối này là đúng. Ăn con thử con. Đi kèo. Rồi em ơi. 295 em ơi. Dũng nãy giờ chưa nói chào ông bà cô chú ta. Dạ, em chào anh. Con chào ông bà cô chú anh chị trong nước và ngoài nước ạ. À. Chào em bán nước mía luôn nha. Dạ. Anh chào em. Thôi, em chào chị bán nước mía ạ. À. Nhanh nhanh tại mưa bỏ chửi nè. Hết vô, không? Dạ có sẵn có mới, chị muốn sao cũng được hết ạ. Tại mua sẵn này nó chín nó trở lên nó bị nứt ra em phải khui à. Bỏ trong thùng á. Xẻ nhau á, nó cười thôi chứ không gì hết á. Dạ. Đó chị tự tự ấy tên đó đó, chị muốn cái nào đó chị cũng làm được. Chín cây. Chín cây mà chị khui ra. Đẹp nha, cơm ngon nha. Ba sợi một ký. Cái đấy chắc hơn ký á. Thì lấy nhiêu lấy à, chứ không phải bắt buộc phải lấy hết một hộp. Một lạng cũng lấy luôn. 300 ký lạng 30 được. Rất là linh hoạt luôn. Chín cây mềm. Mày vô, mày vô. Sầu riêng. Hiếu nghĩa. Béo lửa, béo lửa. Có mua xanh kinh nhưng chưa chín. Có thể con chín nhiều. À, có hái chín nhiều. Ri 6 cũng chín nhiều nha quý ông bà cô chú. Con giá này khoảng 600 ký rồi, 200 ký mới về nghỉ. Đóng nhiêu là nhiêu? 600. 600 hả? Đúng ký luôn, 307 ngàn. Ok à. Lập lâu đi, khỏi hát kéo cho mất cầm nó lát. Dạ 305 đi, bà chủ đủ. Không bán tê, không có tiền được nhiều. Đó nó thật lòng, không phải nó cho lương cho mọi người. Con cho con 5 ngàn, con còn có việc làm. Bớt 5 ngàn, con mất việc luôn á. Nó nói nó đang nghỉ, thảm luôn vậy, thảm rồi. Cái hệ lụy nó nhiều lắm luôn á.
nó không có việc làm là con nó không có sữa bú á chị. Đúng hết chị, con gì anh sữa bú gì đâu bây giờ anh. Con không có sữa bú, con nhỏ. Vậy á, em chưa có con nhỏ mà. Đấy, rồi em cảm ơn chị nhiều. 4 ngày cũng được. Đó là gì mà nói từ một xíu được. Rồi, đưa đây, đưa đây. Dũng nó nói vậy ai nở trời. Đáng ghê. Đi cho thoải mái, của chị rồi mà. Tưởng kêu hộp do ở đây không có bao hộp. Dạ. Không đâu chị, 60-70 tầm lép á, nó thiệt. Nếu mà tính ra quy ra cơm á, em có được con khoảng năm hộp hộp đẹp không? Coi được chưa? Không chọn được chị, tâm thái mà mình đâu có ấy được. Nói chung chủ yếu là nó ngon, nó đậm đà thôi chứ còn hộp thì 60-70 tầm đường nào chị cũng lấy rồi. Rồi. Tính tất mấy có khách vô nữa kìa. Đổi tiền cho con.